Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Đức và đội tuyển Ukraine. Đó là trận đấu giao hữu quốc tế của hai đội và sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Và trận đấu này các cầu thủ Đức sẽ tiếp đón Ukraine trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái ở lần đối đầu này thì các cầu thủ Đức sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Ukraine với mức kèo là 1,25, mức kèo phải tăng 1,5 và hạ xuống còn một trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25. 3,5 và 3 trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì trong quá khứ thì tuyển Đức và Ukraine cũng đã có khá là nhiều lần gặp nhau, và 5 lần gặp nhau gần đây nhất thì tuyển Đức đang bất bại trước Ukraine với 4 trận thắng và 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của tuyển Đức thì tuyển Đức thắng 2, hòa 1 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Ukraine thì Ukraine cũng thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, mặc dù là kèo chấp nó cũng hơn một trái, tuy nhiên thì mình vẫn đặt niềm tin vào chủ nhà Đức ở lần đối đầu này nha. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thể lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở lần gặp nhau này, nếu như mà Đức tung ra đội hình B để đá với Ukraine thì thực lực hiện tại của tuyển Đức vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Ukraine rất là nhiều rồi. Thứ hai, đến trận đấu này tuyển Đức có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba đó thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu á, thì mặc dù cả hai đội ở năm lượt trận ở đây đều đang có phong độ khá là ngang ngửa với nhau, nhưng mà đặc biệt là cái thành tích đối đầu của tuyển Đức trước Ukraine thì tuyển Đức vẫn đang vượt trội hơn nhiều. Ở thời gian đây thì Ukraine đang gặp một chút bất ổn, cho nên là mình nghĩ là họ đá cũng không mấy thật sự tốt đâu. Và đá giao hữu thì tuyển Đức họ nếu thắng thì sẽ được cộng điểm cho bảng xếp hạng FIFA nữa, cho nên nghĩ trận đấu này gặp một đối thủ cũng không quá mạnh thì đây sẽ là cái cơ hội để cho Đức giành chiến thắng để kiếm điểm cho bảng xếp hạng FIFA ở tháng 6 này. Với điểm tựa sân nhà nữa thì với cái mức kèo thế này thì mình nghĩ là cũng không làm khó được tuyển Đức đang có phong độ tốt đâu. Cho trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn chủ nhà Đức chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3,25 và 3,5. Thì nói đi cũng phải nói lại là mặc dù trận đấu này Ukraine họ không giá cao, tuy nhiên thì họ đá rất là chặt chẽ nha, và họ thủ cũng hay nữa. Với lại là tuyển Đức trận đấu này có khả năng là họ tránh chấn thương những cầu thủ quan trọng, cho nên cũng có thể là sẽ không tung ra đội hình mạnh để đá với Ukraine làm gì đâu. Vì đó trận đấu này nhiều khả năng là tuyển Đức họ chỉ thắng được kèo trên thôi, chứ thắng đậm được Ukraine đang có phong độ tốt cũng không phải là dễ. Vì đó sẽ là 2-0 hoặc nhiều lắm là 3-0 như vậy cho tuyển Đức. Và đầu tiên tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa xỉu trận đấu này. Trận đấu này các bạn hay là đá cửa xỉu 3,25 hoặc là 3,5 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Vì đó hiệp 1 với thể lực nhỉnh hơn cộng với điểm tựa sân nhà thì tuyển Đức hiệp 1 sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn cầu tuyển Đức chấp nha và đá xỉu 1,25, ưu tiên đánh Đức hiệp 1 không được rồi. Tới bàn trận đấu chốt kèo là chọn cầu tuyển Đức và đá xỉu ở hiệp 1 cũng vậy, ưu tiên đánh xỉu cả trận đấu này. Xin chào.